Và xin chào quý vị và các bạn. Tôi đang ở nhà anh Mr. Lệ tại xã Thọ Nghiệp và Xuân Trường, Nam Định. Cây xanh này thì anh ấy muốn thiết kế theo kiểu dáng làng. Dáng làng để sau này kiếm mấy cái nàng công chúa về chơi. Hiện nay thì như các bạn nhìn trên màn hình, nó đang có hai cái ngọn này nó tranh chấp nhau và nó tạo ra một cái chữ V. Thì sau này nó không thể rõ ràng được, và do đó thì tôi sẽ phải cắt đi một cái ngọn, chắc là cắt cái ngọn bên này và sẽ dựng cái ngọn, để lại cái ngọn bên này, nhưng mà giảm chiều cao đi các bạn, bởi vì cái ngọn bên này nó đang đi chéo với một cái đường này, mà nếu chúng ta để thì nó sẽ rất là dài, tính từ đây ra nó sẽ rơi vào khoảng 70-80 phân, thì do đó thì sẽ cắt giật đến đây, cắt giật đến đây để lấy một cái tay, thì sau đó thì sẽ lấy cái dùng cái ngọn này làm ngọn chủ, nhưng mà vẫn phải giật bởi vì là tỷ lệ nó cũng vẫn đang bị dài. Lấy xem mấy cục phấn. Khi mà chúng ta cắt được một cái ngọn này đi thì nó không còn cái chạc súng chữ V nữa. Bây giờ cắt cái này nhé, cắt cái này ghép về đằng sau. Ở đây nó đang có mấy cái rễ này, lựa xem nó như nào nhé. Đừng cắt nó rễ này. Cái rễ này nó ấy ra thì tạm. Bây giờ mình cắt giữ lại cái rễ này. Xem nó có, mình sẽ ghép vào cái đằng sau, bệ nó đang kém. Có được, có ra được không? Hả? Cái rễ nó này. Nó đây. Lần được không? Thế này Nguyên lấy cái kéo dóc lá ra đến đây, dóc từ trong ra đến ngoài. Không, cây này nó ở cái dưới. Có mỗi cái đấy thôi. Cắt sát rồi. Đây. Ráp, đấy. Tiếp. Ra lên đây để lại. Một số ở phía dưới thì nó còn đang bị lép, thì chúng ta nuôi cái cành thở thì chúng ta phải dốc ở trong đi để nó không bị ảnh hưởng đến những cái bông, những cái mầm khác. Cái vị trí này chúng ta sau cũng phải thiết kế một cái con tử. Lần được không?
Đây nên cắt cắt này, nên cắt bớt các cái đầu lá đấy đi, cắt bớt để dự không, từ từ rộng ra, bớt ra mỗi đây từ ngoài này, để lại khoảng 20-30 phân. Cắt hết lá thì còn để dư ra 20-30 phân. Tính từ đây ra 20-30 phân. Rồi cắt cắt khử luôn, cắt đất luôn. Rồi đấy, để tí nữa mình nhấc xuống nó không vướng. Ở phía bên cạnh thì cái cây này lần trước là nó cao, tôi cắt đi một nửa cho nó lùn lại. Còn cái cây này thì anh mua sau cho nên là lần trước tôi chưa làm. Nhưng mà lại vướng cái rễ này nữa. Đang muốn ra đây nhỉ. Ghép đằng sau hay ghép đằng trước? Ghép đằng trước thì dễ hơn. Để một cái cho nó kéo sẹo không được. Xem ghép đằng nào. Cắt dư nó ra, đừng có cắt sát. Tắt được công tắc chưa? Đất thì cưa tay cũng được. Thôi đúng cưa tay cũng làm rất dễ. Thôi từ từ để tính cho nó ra đằng trước hay đằng sau. Cứ đặt nó vào đấy hả? Cái gì? Trước đây còn nói này, cứ gấm về sau xem nào. À, về trước đây nào. Đằng sau thì vẫn đang hơi phẳng. Sau nó cứ qua được cái như vậy là lấy ngọn xuống ghép xuống dưới. Các bạn thấy cái phía đằng này à? Như các bạn biết là nếu mà không ghép cái ngọn này xuống thì
cái bệ của nó rất là yếu, nó phẳng, thậm chí là nó còn nhẹ hơn cả trên nữa. Nên là chúng tôi đã ghép cái ngọn vào đây để cho nó 3D. Còn sang phía bên kia, cho hẳn ra đấy ạ, cho hẳn đấy. Thì phía bên này thì các bạn thấy là cái bệ cây của nó cũng rất là mỏng, rất là mỏng, mà cây nó sẽ không 3D được. Mà nếu mà chủ nhân còn muốn tận dụng cái ở phía trên ấy, thì các bạn sẽ thấy là cây nó sẽ nặng đầu. Nên là bây giờ tôi sẽ ghép tiếp một tử nữa vào đây. Bạn nào đặt vào đây để cho nó 3D cây. Trước cũng là một cái cành chúng tôi cắt ra thôi, một cây khác. Sát vào bên này tí nữa vào. Đấy, đúng rồi. Sát vào tí nữa, nhích vào bên này. Rồi, để nó không bị lộ. Cái chỗ anh May để nghiên cứu xem là đục hai cái đấy cho nó áp vào nhau để sau này nó dính vào nhau. Cái chỗ đấy nghiên cứu để đục cho nó áp vào nhau nhá. Đó, thì khi mà đặt cái này vào, các bạn nhìn, thứ nhất là nó đục sâu bệ, thứ hai là nó cái phía dưới ấy, nó đảm bảo cái độ chắc chắn cho phía trên. Thì nhìn cây nó 3D hơn. Ở đây thì nó hơi bị vướng cái dậu. Đây các bạn thấy dậu ao nên là không đứng xa được. Thì những cái màu da này nó cũng tương đồng với nhau. Đấy, bây giờ chỉ hai cái áp line này vào nhau thì đục cả hai, xử lý hai cái để cho nó áp vào nhau, sau này nó dính vào nhau. Và hai nữa là nó lùi vào một xíu nữa là tốt. Bên này áp vào thì đấy, rồi thế sau sẽ dựng một cái ngọn này lên là đẹp. Đấy, hai cái áp line vào nhau, bây giờ xử lý cái nào. Cái nào khỏe thì xử lý cái đấy. Hả? Tháo cái thép ra. Để cẩn thận có dập dễ nó non. Nghiêng ra, đấy. Đấy các bạn thấy mà khi mà tháo ra phát thì bệ nó rất là mỏng. Thì cây nó không cân xứng được. Các bạn biết là bệ rất là quan trọng, lấy cái kìm. Các bạn biết là ghép cây nó rất là mất thời gian, nhưng mà khi mà ghép được thì nó lại rất là đẹp. Cái trên không vướng để nguyên. Nên là các bạn biết là ghép vào thành công, sau này nuôi nó ra rất nhiều tiền. Vậy là nó hơi ngược sáng một tí các bạn. Đây là cái ngọn mà tôi đóng vào đây các bạn nhé. Cũng là nó có cái độ an toàn là vì nó có cái rễ này các bạn đó. Và cái rễ đó nên tỷ lệ của nó sẽ đạt cao hơn. Đây là đang vít ra nuôi, có tay đây rồi. Sau này cắt giật. Giờ thì để cho nó hai bên nó phát triển, nó cấu kết vào nhau đấy hả. Cấu kết cái vị trí này vào với nhau. Các bạn biết là xanh nuôi nó cũng ok. Và trên đầu thì nó không còn cái chữ V nữa. Và ngọn chủ ở giữa nó hơi ngược sáng tí. Ở sau thì cũng đóng cho nó 3D. Một số cái vị trí vẫn phải nuôi cành thợ bởi vì nó lép cốt. Video này tiến sự thực hiện tại Thọ Nghiệp ở sân trường. Đây sẽ một cái tay, sẽ đóng một cái đinh vào để mượn sau này làm một cái tay ở đây các bạn. Sau này sẽ có một cái tay như này để nó không bị trống. Vâng, các bác về ạ. Cái điểm này cũng sẽ được demo ra một tay. Điểm này nó sẽ là một cái tay rơi xuống để cho nó không bị trống cái khu vực này.
chỗ này thì đang nuôi mầm thợ. Và đây là những cái điểm mà tạo sẹo. Thì như các bạn thấy lúc đầu nó là hình chữ V, đã được xử lý đi. Sang mặt tiền thì nó hơi bị ngược nắng tí. Tiến sự xin kết thúc video. Xin chúc quý vị và các bạn có nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong lĩnh vực sự nghiệp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong một video sau. Mấy cây kia chỗ nào cần điều chỉnh lại chưa? Cành nào cần cắt đi hay để lại? Đấy rồi. Ngọn rồi, đến ngọn rồi. Ngược nắng.